Đẳng cấp là đặc quyền lựa chọn và thụ hưởng những giá trị tinh hoa bậc nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ở Vinhomes Riverside, chúng tôi đã thành công trong việc kiến tạo một nơi đáng sống xứng tầm cho cộng đồng thượng lưu chuẩn mực. Vinhomes Riverside The Harmony là phân khu mới nhất thuộc tổng thể khu đô thị sinh thái đẳng cấp duy nhất giữa lòng Hà Nội, Vinhomes Riverside. Không chỉ kế thừa giá trị cốt lõi của tổng thể khu đô thị Vinhomes Riverside, Vinhomes Riverside The Harmony còn sở hữu các phong cách kiến trúc đa dạng và hệ thống tiện ích vượt trội, hứa hẹn trở thành nơi an cư lý tưởng của nhiều chủ nhân tinh hoa. Vinhomes Riverside The Harmony, riêng một đẳng cấp sống. Vinhomes Riverside The Harmony tọa lạc tại vị trí đắt giá xứng tầm cuộc sống thượng lưu, cách Hồ Hoàn Kiếm chỉ hơn 6 km, vừa đủ gần để bước chân là xuống phố, vừa đủ cách biệt để cư dân thụ hưởng sự yên bình. Vinhomes Riverside The Harmony sở hữu 4 phong cách kiến trúc kinh điển đậm dấu ấn văn hóa thế giới: Hy Lạp, Đông Dương, Pháp, và Ý, và gần 200 tiện ích độc đáo cùng trường liên cấp, Vinschool, Clubhouse hiện đại, các tiểu công viên và sân chơi sáng tạo cho trẻ em. Tiểu khu Nguyệt Quế mang phong cách Hy Lạp với những đường nét đặc trưng của kiến trúc kinh điển thế giới. Tiểu khu Hướng Dương mang phong cách Đông Dương, kết hợp những hình khối kiến trúc Pháp với màu sắc dân gian Á Đông. Tiểu khu Phong Lan mang phong cách Pháp, khắc họa tinh thần của kiến trúc Pháp sang trọng, tinh tế qua những chi tiết thiết kế biệt thự. Tiểu khu Tulip mang phong cách Venice, vừa có những đường nét duyên dáng, cầu kỳ của kiến trúc Ý, vừa có cách thiết kế đặc trưng của những biệt thự sinh thái hướng sông. Mỗi tiểu khu đều có những cảnh quan, tiện ích riêng biệt, được thiết kế và quy hoạch theo đúng phong cách kiến trúc. Vinhomes Riverside The Harmony, phân khu phát triển mới nhất của Vinhomes Riverside, khu đô thị sinh thái đẳng cấp duy nhất trong lòng Hà Nội, là bản hòa ca cuộc sống xanh, sang trọng của cộng đồng chủ nhân văn minh, nhân hòa. Vinhomes Riverside The Harmony, riêng một đẳng cấp sống.